xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu một món đồ chơi nữa, đó là trứng. Đây nè các bạn, nè, rất là món nhiều trứng ha. Còn cái con dao mình chặt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cùng chặt thôi. Đây là trứng màu vàng. Chặt trước. Để nguyên cho các bạn coi trong quá trình có cái gì. Wow, một chiếc cân lòng, một bịch kẹo. Wow, một dán. Còn ngoài ra mở chiếc trứng. Ôi, trứng màu xanh đây. Bây giờ tôi mở